Vừa mới ra tù nhưng Nguyễn Chí Huân là chuẩn bị nhận bản án mới. Biết gia đình một bạn tù trước đây muốn xin chuyển trại, Huân đã tự nhận mình là cán bộ công an và yêu cầu đưa 5 triệu đồng. Khi đang nhận tiền, công an giả và đồng bọn đã bị công an thật bắt giữ. Liên lạc với người nhà nói là làm cán bộ ở trên tỉnh, có thể lo lót về đây được. Mức giá là 5 triệu, nhưng mà thực chất là lấy được 2 triệu rồi cắt đứt liên lạc luôn. Kém may mắn hơn, nhiều người khác đã phải mất tiền vì bị công an giả giở trò lừa bịp. Chẳng biết học từ đâu mà đối tượng Trần Chí Hải lên mạng xã hội rêu rao đang công tác tại công an tỉnh Cà Mau. Hải đã nhận tiền của nhiều người ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu để giải quyết các vụ tranh chấp đất đai và yêu cầu nhiều người đóng tiền để y móc nối với một nhà mạng thuê đất lắp các trạm thu sóng điện thoại. Quen qua mạng Zalo, em nói bạn gái em là làm thượng úy, làm cảnh sát hình sự công an tỉnh Cà Mau. Khi người dân tin tưởng, lúc nhận tiền thì miệng cũng nói là số tiền nên đưa cho tôi. Thì khi mà mất mát hay thiệt thòi đó mà không làm được thì tôi sẽ chịu nhiệm số tiền này. Thời gian qua, công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện nhiều đối tượng giả danh lực lượng công an. Bằng cách lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, chúng đã giở trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình hoạt động tạo ra được cái niềm tin của công an đối với nhân. Nhưng mà đối với đối tượng này thì nó lợi dụng việc đó. Mà dân chúng mình thì mất cảnh giác. Có nghĩa là chỉ nghe thôi, nghe suông thôi. Cái giấy tờ là lai lịch nhân thân ảnh thì có nghĩa là không rõ được nghe. Thì vì cái lợi, cái hám lợi của mình ở lĩnh vực này nọ thì nó cũng nhờ, cho nên bị nó lừa. Để tránh bị lừa đảo, người dân cần kiểm tra đối chiếu thông tin khi có người tự xưng là công an đến liên hệ làm việc, nên yêu cầu đối tượng xuất trình thẻ ngành. Đây là giấy chứng nhận xác thực người muốn liên hệ làm việc là công an thật.